ba. Giờ tụi em chuẩn bị đi chợ Sóc Giang. Đây, những gương mặt tiêu biểu đây. Dạ, nước đá. Tay lái lụa đây. Bữa qua ba con chở mà chú với mấy cô ngồi hồi hộp không? Chợ Sóc Giang, sáng đi dạo chợ Sóc Giang. Trời luôn. Bên sông là có nhà bà con ở đó. Châu lội nước gia đình. Lậu mau bộ không? Nước đây sâu mà lấy ra ổ châu. Quyên bày luôn. Chùa này cái bằng chùa gì em? Tới chợ Sóc Giang rồi gia đình ơi. Đây là chợ cũ hồi xưa. Chợ Sóc Giang rồi gia đình ơi, từ nhà của người quen em ở đi đến chợ là 4 cây số. Ồ, chợ này lớn quá ha.
Dạ, mến chào cô chú anh chị, mời cô chú anh chị cùng đi với em xuống tham quan chợ Sóc Ven. Em vô em thấy cái gì em quay cái đó cho gia đình xem nha, mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Xa xa bên đây là cái chỗ bán thức ăn á, đồ ăn chẳng hạn như là hủ tiếu, bún riêu đồ có hết á gia đình. Dạ, đây là chợ Sóc Ven, hồi nãy em không biết em kêu bằng chợ Sóc Ven, chợ Sóc Ven nha gia đình. Nó nằm thuộc ấp An Trung, xã Định An, huyện Gò Quao, Kiên Giang. Em mời cô chú anh chị cùng đi với em nha. Chợ này chợ Sóc Ven, Sóc Ven vậy đó. Ở đây chợ ở đây bán đủ thứ luôn nha gia đình, tôm cua cá ghẹ thịt cộ rồi có hết. Chợ này cũng lớn lắm. Học cà na gì á, học cà na. Tính hỏi mà màu xanh đâu nó nơi em. À, có bánh da lợn gì nữa nè. Dạ, da lợn nè, da cá nè. Ủa, da lợn da cá là sao? Da lợn mà màu lợn tím mà. Là cẩm. Là cẩm mà. Còn này da lợn là dứa. Đây hộp bột vị này đi. Gì nó con. Bánh bò. Còn cái bánh mà nó sờ kia là bánh gì thôi? Cái này một bán. Bán. Dạ. Bánh một bán. Ăn với nó cốt dừa. Cái này cơm rượu nhiên bự. Cái cơm rượu một bịch 5.000. Bốn bị cơm rượu, món bị có 5.000 thôi. Dạ, rẻ lắm độ này. Đó nhiêu tiền vậy chị cô? Là 30 chứ. Cái đọt này kêu bằng cái đọt một bồn hả? Đọt này là kiểu đọt bột bột. Ô giờ này có kiểu luôn ha. Kiểu bán năm rồi. Cái này làm gì ngon chứ? Lẩu, cơm chua, ăn xào chứ. Nó cũng là... Nhiều ký chú. Cái gì 25 ngàn đó. 20 ngàn chú. 25 ngàn đó. Thì bán nhiều nó. Dùng đi với con chú. Chợ này lớn không? Bán đủ loại. Rồi, cảm ơn chị. Một sâu bao nhiêu? Trái nhiêu trái? Trái 5.000 anh ơi. Nhà bắp chuối nó đánh vô. Có gì bánh cam à? Bánh cam ngọt. Bánh cam ngọt, bên kia là chuối chiên. Rồi bánh
hoài dạt. Bánh dẹp dẹp này là bánh gì cô? Dạ. Rồi cảm ơn cô, chúc cô may bán đất. Có mua gì nữa không? Dạ tụi con mới mua rồi cô. Rau củ quả là bán không thiếu một thứ gì luôn nha gia đình. Đồ khô cũng bán đầy đủ. Đây là bán bún cá, bún rêu, bún mắm là có hết. Cái bên đây có một cái chỗ nhà người ta, đây chắc người ta tổ chức đám cưới hay gì á. Em ăn gì? Bún riêu, bún riêu đây ngon đúng không? Bún riêu luôn rồi. Quay tao rồi luôn cây. Đây cô bán bún riêu đây. Cô riêu hết à. Một tô vậy là mình bán bao nhiêu tiền cô? 20 đồng. Có 20 ngàn một tô thôi nha gia đình. Gia đình mình có dịp nào xuống ghé cho ngay chợ Sóc Ven á. Cái gian hàng đồ ăn mà cuối cùng cô này bán bún riêu đồ ăn đầy đủ. Đây có bán cơm sườn nè, bún riêu nè, bún cá, mắm heo quay, hủ tiếu, cháo lòng, bánh canh nuôi. Đây, bún riêu ở đây đây, ở chợ Sóc Ven bán bún riêu riêu như vậy thôi. Sóc Ven, Sóc Ven. Đám cưới với miền quê đẹp không gia đình? Đây là chợ bán hàng thịt. Giờ em đi xuống xuồng. Bò. Đây không nổi, nó bò luôn.
bây giờ vô tới chùm chùm cuối. Giờ em đi chợ xong rồi về em ra đi về là về nhà lại. Chợ đây bán cũng đầy đủ lắm gia đình. Chợ của người Khmer. Chân dịch bị dính gác. Hồi nãy con bé nó ngồi sao nó nói tôi là chùm cuối. Vừa nước nè gia đình ơi. Rồi. Chết máy rồi, trâu vô đây luôn. Sao em lúc nãy em cũng bị trắng hốc vô đây không vậy? Đâu thôi dân miền miền cây không? Dao đâu mà con chặt? Có dao nè. Có hả? Chặt vô nước luôn. Bơi lạ. Ok. Chú giảm mà con. Chú hoành lại luôn. Trời ơi. Chú bỏ đi biển lâu rồi con. Chú không cần bay lắm rồi, chú viết rồi, chú dồn vô. Cười cuốn nội thương. Được nữa không? Dao đâu? Trời ơi trời. Tiếng đèn không? Cái điện thoại. Dao bén vậy? Trời ơi, chặt mười mấy dao mà chưa bứt luôn. Trời ơi. Nữa không? Được rồi. Xin lỗi chị không nổi. Ngon quá. Chặt mà còn xịt nước á. À. Mưa mềm. Khử ra đi. Món đặc sản của miền Tây đó. Còn hơi cứng. Hơi cứng à? Nhưng mà thì ăn thì ăn ngon hơn. Chặt ở trong này nó lỏng lỏng, nó có nước á. Nhìn nó giống cái bánh đó, bánh bèo vậy ha. Này với thốt nốt rồi ăn nó cũng y gan à. Dao phải cho bén, là dao không bén là chặt không có nổi, nên này nó cứng. Này vừa mềm. Có cây, có trái. Giờ vô cái
Ừ. Ngày hôm nay thu hoạch được nhiêu đây này gia đình? Buổi sáng nãy giờ được nhiêu đây đó? Kia, nó nướng cái giòn khấu luôn á. Rồi giờ em vô em làm món gì sơ sơ. Bếp điện với lửa than cái nào nướng ăn cho gia đình xem nha. Nướng nướng lửa than hay là lửa em đang nhóm lửa đằng kia. Nướng rơm đi. Kìa đi ra nguyên vườn khóm kìa. Ok. Đi dài tới đây. Giờ đi hai khóm gia đình nè. Lấy giùm chị một cái đi. Khóm. Khóm này đứa em nó nói ngọt lắm. Có cầm dao theo không? Ừ, cây nào cũng có trái á. Để nó lên tên bẻ cho. Ở miền sông nước, miền quê cô bác ở đây người ta đất mà trống mà có là người ta cứ có cái gì người ta trồng cái đó. Cây nhà lá vườn. Đây, những cô gái miền quê đi hái khóm nè gia đình. Có trái bình bát nữa nè. Nãy giờ ý nó kiếm bình bát nãy giờ. Mà chưa có trái chín. Có trái chín không? Không. Trái này như cái già nè. Để có cái chín hỏi. Về về bơ hơi qua ra hồi nhờ nhà nội với trái chín. Ok. Mà cái này mình trồng hả? Trồng nó mới có chứ em. Mới có chứ làm gì có. Hết trái. Giờ em hái cho khóm gì đây nè. Nhìn ngon cho đây nè. Cái nhà lá vườn luôn á. Đây trái khóm em mới hái vô đây. Mấy trái kia nó còn sống quá. Đây là nhà thuốc nam của người anh của nhà em. Hút thuốc nam này miễn phí gia đình. Một tháng mình hút mấy ngày. Cá lóc nướng, nướng rơm gia đình ơi. Nhìn ngon không? Nè, mày đưa đây cho bà đi nè. Bà Bảo, đem cho bà đi nè. Đậu xanh đại vỏ. Đây có cái cô nói là cái em mắm nó nằm ở dưới cái chỗ mình ngủ. Thôi để dặn nước thôi. Thôi đi. Kêu thầy hai không thanh. Thôi cho nó làm thuốc rồi đi đừng ép. Bà ép mấy người đang làm. Mấy đứa này ăn tàu là thịt không à? Qua chét chét thịt nhưng mà có thịt có mỡ mới ngon. Đó. Dạ. Đứa này nó gọi là thịt nhà. Đưa tôi uống nước coi. Vậy nó mới sáng sáng được, nó mờ mờ hoài luôn. Muốn lại vô là mất sáng luôn. Vô trong rồi, các bạn còn lâu bia, biết mình làm bia. Uống bia đi. Tức lẹ. Vô lấy dụng cô cái chạy. Chạy.
Dưa ơi. Chánh rồi đó, dọn chén qua bên. Trời qua bên. Hơn vịt xiêm. Đâu ăn quá ăn. Thật đó hả anh ba? Ngon vậy đó. Dài lắm hả? Em nhậu lớn về em chưa ăn luôn á. Chiều nay ăn đó. Không? Có một con mà được mấy con? Ăn ông ngoại chưa mà ăn. Ăn? Được dạ mấy con? Mà. Nhưng mà nó ngon. Được mấy con? Nó giòn. Giòn giả. Ủa sao không dọn chén ăn cơm đi ăn gì? Ăn dọn ăn, ăn đi. Bữa hổm quên kêu thằng Măng về đây đâu, quên kêu thằng Măng chứ ngại con hai con hai con hai con. Có luôn hả? Con luôn. Con đi đâu đó mẹ rồi. Có tay của thằng Măng vô mới dính, còn anh ba làm bên không có đâu. Con có này đi sợ chứ mà. Sợ luôn rồi đó. Vì Vũ lạ đó. Này mà trời nắng vô làm mà. Đâu có bánh nào chắc lắm, mấy bà nó mua, bà thấy mua. Bà ấy mua rồi. Đúng với ông cái rồi, ông đi chân gà, chân vịt, ông đi. Ông đi hả? À, thằng mắc kịch tôi uống hoài. Mày bắt mày bắt mẹ mấy gà. Ăn nào đi dọn đi ăn nào. Rồi nó ăn hay, đi đó. Ăn đi. Ấy lẩu ăn đi. Ngồi đẹp đi. Chào bác gì? Có cái bánh thấy đẹp không? Còn tao quá xấu quá. Tôi chỉ có nước mà đồ ngon thôi, nhưng mà cái ấy là tôi xấu lắm. Tôi nêm nếm ngon lắm. Còn bà mẹ em nấu bánh canh là tuyệt vời luôn á. Em nấu xỉn tôi nấu bún riêu, bánh canh hay cái gì tôi nấu cũng ngon. Có cái là tôi xấu là cái bao tay cái này mà quên. Có cái mẹ tôi nấu mà tôi có rượu tôi mới ăn được. Đúng, tuyệt vời. Ăn hết luôn. Ăn hết luôn. Đây là nấu đám rồi. À. Bà bảy bây giờ người ta quay nhiều quá, giờ bà điêu luyện rồi. Nói chuyện tự nhiên anh. Để cô ơi, tàu đòn bánh như vậy. Anh đâu yên an như là chủ trì mấy đệ tử ngồi xem qua. Khá 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 bà cười cái hả? Cười cái hả? Bà mẹ bây giờ là bà bớt rồi đó, bà cười giống cười bà đã lắm kìa. Bà đi quá, bà cười hé hàm răng á. Cười hé làm răng. Nhớ hồi đó mất cười không chứ. Rồi, vừa hút đâu mất tiêu rồi. Cái này còn dây này hả? Nó bảy cái đó con làm dây chắc tôi rửa cái đầu nó ra. Đó, ra. Alo, alo, alo. Không có em á. Có điểm ở đây bác ấy cho bác thằng cái đó không được đâu. Rồi, bác làm sẵn con làm đây. Bác làm cho hai nào. Cái này là... Đó, đó luôn đi. Đó luôn, đúng không? Cái này không gói, nó mà nó lớn. Chú chưa thằng gói một đòn vậy cũng công phu. Ở tử Long Hải về Kiên Giang gói bánh mới ghê. Anh hai ha. Ừ. Tử Long Hải về Kiên Giang gói bánh. Nè, mấy cái này là em gói không nè. Đó, đẹp. Ghê. Không mà. Chợ tại vì nãy giờ làm biếng thôi, làm cho qua tăng lời thôi. Chưa biết gói mà. Trời. Cô Như kìa, cái máy này quay đẹp hết kìa. Dân miền biển về miền Tây gói bánh. Đi học người học chèo xuồng ba lá. Chèo xuồng nữ này về gói. Dạ. Cái này bắt tôi lật. Dạ, chuẩn bị nhóm lửa lột bánh tét cho gia đình. Dạ,
quen hay không ta? Mấy đợt có nhà là nó chặt tay quá. Chào cháu. Chào mẹ đi chào cháu. Sợ hôm nay bố sắc không rồi. Hãy làm như nó bo anh cương rồi. Trong bộ cũng chết rồi. Không, nấu cháo có đầu lòng kìa. Em xin kết thúc clip ở đây. Chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn gia đình đã xem clip của em. Bye bye.